Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với HeShop.com. Để đáp lại nhu cầu của nhiều bạn nam, HeShop đã về thêm nhiều mẫu nhẫn mới với kiểu đá to. Hôm nay mình sẽ review 5 mẫu sản phẩm này. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết ngay bây giờ. Trước tiên là mẫu nhẫn với mặt hình gương bát quái, nhìn rất là ngộ. Hoàn toàn giống với hình chiếc gương bát quái của các đạo sĩ trong bộ phim Ma Gương Thi. Chính giữa cũng có hình giống như hai con cá trắng đen lộn đầu ôm vào nhau. Có 8 cạnh, có các rãnh hình mạng nhện. Đại khái là các chi tiết đều được thể hiện khá là đầy đủ. Theo thông tin mình tìm hiểu được thì gương bát quái là một loại pháp khí trong phong thủy, có thể hội tụ năng lượng của vũ trụ để bảo vệ, để khắc phục hoặc là trợ giúp hóa giải các khí xấu độc hại. Mẫu nhẫn thứ hai được thiết kế cực kỳ đơn giản, các bề mặt đều được làm láng bóng, không có một chi tiết hoa văn nào cả. Chính giữa là mặt đá đen, chúng ta có kích thước rộng là 10mm, bề dày là 14mm. Với kích thước như vậy là vừa chừng, không quá to, phù hợp với những bạn thích sự đơn giản. Mẫu nhẫn thứ ba, điểm khác biệt so với mẫu nhẫn lúc nãy là đá được làm vuông, có kích thước là 13mm. Ở bốn phía có làm các rãnh, nhìn giống như bức tường đá bằng vàng. Chính những chi tiết vuông vức này làm nổi bật độ nam tính cho chiếc nhẫn. Mẫu thứ tư, điểm khác biệt là đá được làm hình chữ nhật. Chính vì vậy mà kích thước bề rộng nhẫn khá là lớn, lên đến 18mm, phù hợp với những bạn có ngón tay dài và to. Ở hai bên thì được làm các rãnh hình rô, có xen kẽ là các chấm nhỏ nhằm tăng thêm phần chi tiết cho nhẫn trông đẹp hơn, ấn tượng hơn. Mẫu thứ năm có đá được làm hình cầu tròn, không vuông vức như bốn mẫu vừa rồi. Xung quanh nhẫn được làm nhiều chi tiết màu đen, xen lẫn màu vàng và màu đen. Mẫu này không bóng bẩy, nhưng có khí chất, không chói sáng nhưng đậm chất cổ điển và sang trọng. Và đó là 5 mẫu nhẫn đá đen được làm cùng một chất liệu là stainless steel, cực kỳ bền màu, không bị reset và không gây dị ứng da. 5 mẫu này với 5 thiết kế theo 5 phong cách khác nhau. Không biết các bạn thích mẫu nào nhất, hãy BM vào phần comment bên dưới nha. Đừng quên like và subscribe để tiếp tục theo dõi. Tiếp theo là phần rất quan trọng, đó là cách đo size nhẫn. Dụng cụ chúng ta cần chuẩn bị là một cây bút, một cây thước kẻ và một mảnh giấy mỏng có bề rộng là 2 đến 3 mm. Xin lưu ý là phải đúng kích thước bề rộng là 2 đến 3 mm thì mới cho độ chính xác cao được. Bước 1, quấn mảnh giấy tại vị trí muốn mang nhẫn. Bước 2, siết thật chặt mảnh giấy, ép mảnh giấy sát vào ngón tay đúng một vòng tròn rồi đánh dấu. Xin lưu ý là phải siết thật chặt mảnh giấy, cho mảnh giấy ép sát vào ngón tay. Bước 3. Đặt mảnh giấy vừa đánh dấu lên thước. Ví dụ ở đây mình đo được là 5,7 cm. Bước thứ 4. So sánh với bảng size. Ở đây mình đo được là 5,7 cm,
tương ứng với size nhẫn là size số 8. Vậy là thành công rồi. Chúc các bạn chọn được size như ý. Xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.